Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bó hoa 7 bông nhũ bạc nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm 7 bông hoa nhũ. 2 bông đầu tiên, sau đó 3 bông hàng thứ 2 và cuối cùng là 2 bông hàng thứ 3 nha. Mọi người lưu ý là 2 bông cuối cùng mình sẽ cắm xéo về phía trước xốp nhé. Để khi bó hoa mình sẽ ôm trọn được bó hoa và nó sẽ không bị lộ que đấy ạ. Đó. Tiếp theo mình sẽ cắt van sóng tầm 15 đến 20 phân nhé. Van sóng trắng, sau đó ốp về phía trước bó hoa. Mọi người có thể thay thế mic hoặc là mic vân, tùy mọi người nhé. Tiếp theo mình sẽ dùng một tờ lót trắng đặt bó hoa lên và đậy giấy hai bên vào ạ. Đó, mọi người chú ý cách đậy giấy hai bên của mình nhé. Đó, đậy dồn giấy hai bên lại để tạo độ phồng cho tờ giấy đỡ bị nhăn hoặc là đỡ bị cong nhé. Đó, mọi người đậy dồn hai bên đẹp thì giấy nó sẽ không bị cong và sẽ thẳng như này nha. Cố định bằng 3 vòng băng dính. Kéo băng dính, mọi người nhớ kéo ra nha, nhớ kéo căng băng dính ra, zip băng dính thành một đường nhỏ xong rồi quấn nha. Để làm bó hoa này thì mình chỉ cần dùng đến 2 tờ giấy xốp hàn trắng. Đó mọi người, 2 tờ giấy xốp hàn trắng nhé. Cắt đôi nha mọi người ơi, cắt đôi 2 tờ ạ. Tiếp theo mình lại cắt đôi tờ nữa nha mọi người. Cắt đôi ra, một tờ mình cắt làm 4 hình vuông nha, 4 tờ vuông nhỏ. Sau đó chúng ta gập. Đó, ốp vào bên, ốp vào hai bên. Mọi người lưu ý là giữ giấy ở giữa xong đó đẩy dồn hai bên lại nha. Tất cả những video của mình hướng dẫn á, mình đều nhắc mọi người là giữ và đẩy giấy hai bên lại thì bó hoa của mình nó sẽ được phồng hơn á. Đó, mọi người để ý nha, giữ ở giữa này, xong nó đẩy dồn giấy hai bên vào. Đó, mọi người cứ áp dụng như mình hướng dẫn, đảm bảo bó hoa mọi người sẽ to và phồng rất là đẹp đấy ạ. Mọi người không đẩy giấy, mọi người cứ thế ốp thẳng vào, ôm thẳng vào bó hoa thì bó hoa sẽ không được phồng và nó sẽ bị ọp vào bó hoa ấy. Nó sẽ bị xẹp vào bó hoa, thành ra bó hoa của mình nó bị xẹp và bị bé. Rồi, mọi người làm hai tay hai bên xong như thế này. Tiếp theo, tay thứ hai mình cũng cắt đôi nửa của tờ giấy nữa ra nhé. Đó. Cũng gập. Tương tự như thế, gập một cái trên một cái dưới. Sau đó ốp về đằng trước, che đằng trước. Tất cả các thao tác của mình đều là giữ giấy ở giữa và đẩy giấy hai bên lại nha mọi người. Đó, mọi người quan sát mình gập giấy nha. Giữ ở giữa này, đẩy dồn hai bên giấy vào. Sau đó cố định bằng băng dính nhé. Chỉnh lại giấy một xíu cho nó cân và đều hai bên nha. Nửa tờ tiếp theo mình sẽ gập khác một xíu nhé. Đó, mọi người quan sát mình gập này. Mình sẽ gập một phần của tờ giấy xong đó gập ngược lại như thế này. Đó, gập lên xong đó gập ngược lại nha. Đó, chúng ta sẽ ốp tiếp sang hai bên để tạo độ phồng phía trước cho bó hoa ấy. Vẫn giữ ở giữa và đẩy hai bên giấy nha mọi người. Cố định bằng băng dính. Đó, kéo băng dính thật chắc.
lưu ý là tất cả các đường mang dính vẫn ở tất cả trên một đường nha mọi người. Cố định băng dính và cắt băng dính nha. Đoạn cuối mình không zip băng dính mà mình để nguyên băng dính rồi dán nó sẽ chắc hơn nha. Đó, chỉnh lại giấy một xíu. Cuối cùng là nơ. Nơ của bó hoa thì mình nên chọn nơ cùng với tông màu hoa hoặc là cùng với tông màu giấy nhá. Bó hoa này mình sẽ chọn duy băng màu bạc. Đó, bạc nhũ cùng với tông màu hoa luôn nha. Đây là duy băng bạc nha mọi người. Đó, duy băng bạc nhũ 4 phân bên mình. Đó, mình sẽ thắt nơ. Mọi người để ý này, mình sẽ gập một bên lên, gập bên trái lên, cầm cái dây bên phải cuốn 2 vòng. Đó, sau đó cầm vòng thứ hai nhét sang bên trái và kéo, chúng ta sẽ được một cái nơ rất là nhanh và rất là dễ dàng đúng không? Đó, căn chỉnh lại nơ một xíu cho nó cân, cho nó đẹp, xinh lên. Rồi, cuối cùng mình có thể tỉa lại bớt phần chân cho nó bằng nhau. Chỗ nào dài thì mình có thể cắt vào bớt. Vậy là chúng ta đã xong bó hoa nhũ bạc. Để cho nó đẹp hơn và có điểm nhấn hơn, chúng ta sẽ sử dụng một vài viên ngọc trai nha. Một vài viên ngọc trai trắng. Chúng ta sẽ dán điểm lên những bông hoa. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bó hoa nhũ bạc 7 bông nha. Tạm biệt mọi người.